Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình với những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi quý vị. nghe sau đây là nội dung chi tiết. Công an huyện Quỳnh Phụ đấu tranh làm rõ khởi tố hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản. Khởi tố Nguyễn Văn Trịnh sinh năm 1994 trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ về tội trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11 năm 2023 đến khi bị bắt, trịnh đã gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản ở 11 xã trên địa bàn huyện Quỳnh phụ với số vàng tiền trộm cắp là 92 chỉ vàng và trên 72 triệu đồng. Trước đó ngày 24 tháng 1 năm 2024, công an huyện Quỳnh phụ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Lĩnh sinh năm 1985, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh phụ về tội trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023, Lĩnh đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Điển hình, ngày 23 tháng 10 năm 2023, Lĩnh trộm cắp của một gia đình ở thôn Dũng Tiến, xã Quỳnh Xá, 18 chỉ vàng 4 số 9, tổng trị giá trên 104 triệu đồng. Gia cố hai lớp cửa lắp camera quanh nhà để mua bán trái phép chất ma túy. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng gồm Phạm Tuấn Đạt sinh năm 1990, Cao Bá Minh sinh năm 2001 và Trần Văn Kiên sinh năm 2000, cùng chú tại huyện Tân Lạc, Lê Văn Hải sinh năm 1982, chú tại huyện Cao Phong về các hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Qua công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, khoảng cuối năm 2023, đội phòng ngừa và điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đội 2, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do đối tượng Phạm Tuấn Đạt chủ mưu cầm đầu. Đáng chú ý Đạt không trực tiếp đi bán ma túy mà thuê các đối tượng nghiện, trả công bằng ma túy đi giao ma túy cho các đối tượng bán lẻ ma túy tại địa bàn thành phố và các huyện trong tỉnh hoặc gửi ma túy qua phương tiện xe ghép để vận chuyển ma túy đi bán nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Đội 2 đã báo cáo lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành điều tra về nhóm đối tượng trên để đấu tranh triệt xóa. Quá trình đấu tranh, các trinh sát gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật, phương thức thủ đoạn, thay đổi thời gian, lợi dụng giờ nghỉ, ngày lễ, đêm tối để hoạt động. Đáng chú ý, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng đạt ra cố hai lớp cửa, gắn nhiều camera xung quanh nhà. Với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây mua bán vận chuyển ma túy do đối tượng đạt cầm đầu, cán bộ cảnh sát đội 2 đã theo dõi giám sát các hoạt động của các đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin tài liệu lên kế hoạch đấu tranh triệt xóa với nhóm đối tượng trên. Từ nguồn tin báo về, đêm mùng 10 tháng 1, Đạt đã nhập số lượng lớn ma túy về nhà để chuẩn bị cho đàn em đi phân phối cho các đầu mối bán lẻ ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngày 11 tháng 1, Đạt chỉ đạo đối tượng Lê Văn Hải đi xe ô tô vào nhà của Đạt nhận ma túy, sau đó sẽ vận chuyển ra thành phố Hòa Bình, giao cho các đầu mối bán lẻ. Nhận định thời cơ đã chín mùi, cán bộ cảnh sát đội 2 phối hợp phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh Hòa Bình và công an các huyện Cao Phong, Tân Lạc chia thành hai tổ công tác, trong đó một tổ bắt giữ Hải tại địa bàn huyện Cao Phong khi đối tượng đang chuyển túi ma túy sang gửi xe ô tô ghép. Quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện thu giữ một túi ma túy chứa 205 viên ma túy tổng hợp được ngụy trang trong túi ni lông đựng thuốc nam. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đối tượng chủ mưu cầm đầu là Phạm Tuấn Đạt thuê đi giao ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác khác nhanh chóng tiến hành khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đạt. Khi tổ công tác di chuyển vào nhà, đối tượng Đạt quan sát hệ thống camera phát hiện nên đã khóa hai lớp cửa và ô ma túy bỏ chạy. Quá trình khám xét chỗ ở của Đạt, tổ công tác thu giữ một túi ma túy chứa 203 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Tiến hành truy bắt, cơ quan công an xác định đối tượng Đạt di chuyển về Hà Nội lẩn trốn tại nhiều nhà nghỉ tại địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai. Quá trình bỏ trốn, Đạt vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em là Cao Bá Minh và Trần Văn Kiên đến vị trí đối tượng cất giấu ma túy trước đó để lấy ma túy mang về nhà. Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đêm 16 tháng 1, Đạt sẽ đi taxi từ Hà Nội về Hòa Bình để nhận ma túy. Lập tức các tổ công tác tiến hành bao vây khống chế bắt giữ đối tượng. Ngoài ra, tổ công tác cũng đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Kiên, khám xét khẩn cấp khu vực ngoài tường bao khu đường dân sinh xóm Tân Phong, huyện Tân Lạc, nơi Kiên cất dấu ma túy, thu giữ 14 túi ma túy tổng hợp, khoảng 2.462 viên, loại amphetamine thồng phiến. Sau đó, đối tượng Cao Báo Minh cũng bị tổ công tác bắt giữ. Toàn bộ quá trình bắt giữ 4 đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân. Vật chứng thu giữ gồm gần 3.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô, một xe máy, 9 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan. Do tiệm massage hoạt động kinh doanh không hiệu quả, hạnh cho nhân viên mua bán dâm với khách, thu lợi bất chính 1 triệu đồng một lượt một khách. Ngày 25 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hạnh 38 tuổi, ngụ quận 1 về tội môi giới mại dâm. Trước đó qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, công an quận 1 phát hiện Hạnh là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Lucky Spa, Như Ngọc có dấu hiệu nghi vấn hoạt động môi giới mại dâm. Hạnh đã thuê tầng trệt thuộc một khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành quận 1 và một địa điểm khác để hoạt động kinh doanh ngành nghề massage spa. Do tiệm massage hoạt động không hiệu quả, để tăng thêm nguồn thu, Hạnh cho nhân viên mua bán dâm với khách, thu lợi bất chính 1 triệu đồng một lượt khách. Trước đó vào cuối năm 2023, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá đường dây bán dâm quy mô lớn. Theo đó, vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Hồ Thị Hạnh 22 tuổi và Đậu Thị Liên. Đây là những bà chủ điều hành đường dây hoạt động mua giới mại dâm trên mạng, tự giới thiệu là nữ người mẫu ảnh nổi tiếng, sinh viên và diễn viên điện ảnh Hoa Khôi. chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh youtube chính thức của đài phát thanh và truyền hình thái bình cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại